Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái ổ cắm wifi bluetooth, nó có cả wifi bluetooth nhé, nó có thể học lệnh của các cái điều khiển cửa cổng cửa cuốn phổ thông. Ổ cắm này chủ yếu nó hỗ trợ cốt cửa cổng nhiều nhé, nó hỗ trợ rất nhiều cốt của các cái hãng cửa cổng, các hãng cửa cổng nổi tiếng phổ thông như thị trường. Mã nhảy, mã cố định đều học được nhé, còn cửa cuốn thì nó chỉ học được mã cố định thôi, vì nó cái ổ này nó chuyên dùng cho cổng. Đây, chỉ cần cắm ổ cắm đặt đâu loanh quanh khu vực cổng là được. Cắm nguồn này. Đấy. Khi cắm nguồn vào đèn xanh nó sẽ sáng nhé. Trên điện thoại các bạn tải app Smartline hoặc là Tuya Smart đều được nhé. Đây app này. Các bạn dùng email đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký tài khoản đăng nhập xong thì giao diện thiết bị nó sẽ như thế này. Ở trên ổ cắm này nó sẽ có 6 nút. Nút ngoài cùng trên cùng là nút reset này. Đấy, nút thứ hai là nút cài đặt wifi này, nó ghi chữ set này. Còn đây là nút 1 2 3 4 thì chính là 4 nút điều khiển đấy. Ví dụ nó chính là 4 cái nút cơ bấm cơ này này. Để cài đặt wifi thì các bạn bấm giữ nút set nhé, nút thứ hai nhé, bấm giữ nút set. Nhả tay ra giữ khoảng mấy giây thôi thì đèn xanh nó sẽ nhấp nháy nhanh như này nhé, để vào chế độ kết nối nhé. Trên điện thoại thì các bạn sẽ tải app Smartline hoặc Tuya Smart đều được. Đấy. Thì điện thoại là mình sẽ phải kết nối vào mạng wifi 2.4GHz nhé. Mạng wifi 5G mà có chữ 5G phía sau là nó sẽ không kết nối được. Và phải bật định vị Bluetooth lên. Đấy, cho phép cái ứng dụng này dùng định vị bằng Bluetooth. Đấy, các bạn có thể bấm vào thêm thiết bị này hoặc bấm dấu cộng trên bên phải cũng được. Bấm dấu cộng thì mình sẽ bấm Add Device này. Đấy, hoặc là bấm thêm thiết bị luôn cũng được. Đấy. Khi đã bật định vị Bluetooth thì nó sẽ đã tìm được thiết bị nhé. Nó tìm được thiết bị này. Các bạn nhìn đèn nháy chưa? Đấy, tìm được đây. Bấm vào. Các bạn nhập mật khẩu wifi vào. Các bạn lại ý phải nhập đúng mật khẩu nhé. Đúng mật khẩu wifi vào. Nhiều mình đã cài cho nhiều rất nhiều khách rồi. Khách cứ quả quyết mật khẩu đúng. Nhưng mà khi dùng một điện thoại khác đăng nhập kết nối vào wifi đấy thì là mật khẩu sai nhé. Chỉ sai một chữ thôi. Nó không được rồi. Đấy, nhập đúng mật khẩu wifi. Bấm tiếp theo. Các bạn đợi cái này vòng tròn này nó chạy là xong nhé. Khi kết nối wifi xong cái đèn này nó đứng này, nó sẽ hết nháy nhé. Nếu mà nó không đứng lại mà nó cứ nháy suốt chứng tỏ là wifi không phải là wifi 2.4GHz hoặc là mật khẩu sai nó cũng không kết nối được nhé, nó sẽ báo kết nối thất bại. Nó đã kết nối xong này. Đấy, đây cái đèn này nó đứng sáng một lúc rồi nó tắt nhé. Khi nó kết nối hoàn thành, đèn này nó sẽ tắt đi này, nó sẽ không sáng nữa này. Để tẹo nữa mình điều khiển nó sẽ nháy đèn để mình biết. Đấy, ở đây các bạn có thể đặt tên là cửa cổng hay cửa gì cũng được, để nguyện được. Cổng nhé, cổng wifi, đấy, cổng. Đấy, bấm hoàn tất này, bấm vào hoàn tất này. Sẽ khởi tạo ban đầu nhé, lúc khởi tạo ban đầu nó có thể sẽ chậm một chút. Đấy, còn đâu sau mình sẽ vào nhanh hơn rất nhiều. Đấy, giao diện điều khiển của nó sẽ là nút 1234. Bình thường các cái điều khiển cổng nó sẽ không có biểu tượng gì hoặc là 1234 hoặc ABCD. Đây các bạn nghe, đèn nó không sáng nhé. Để học điều khiển thì có mỗi hãng nó có cách học khác nhau, như BFT học cũng khó một chút này, thì mình đã có video hướng dẫn BFT riêng rồi, hoặc là các cái một số hãng nó sẽ phức tạp hơn một chút. Đấy, nhưng mà đây mình sẽ hướng dẫn một cái cơ bản nhất, ví dụ như cái này, cái khiển này nhá, là khiển cổng đa năng, mình đã tạo cốt của cổng DTEC nhá. Đấy, để học ta làm như sau. Đấy, ta sẽ bấm nút copy này, bật cái nút copy lên.
Đấy, nó bật màu xanh nhá. Để copy hoặc vào nút số 1, ta bấm nút số 1 này. Đấy, đèn đây đèn đỏ này, nó sẽ nhấp nháy này, nó đợi lệnh này. Ta dùng cái điều khiển điện tích, bấm nút thứ nhất để sát vào nhá. Để sát vào đây. Bấm giữ. Giữ khiển đấy. Đèn nó nhấp nháy nhanh, rồi nó đợi một tí. Nó tắt đi. Tắt đi là xong nhá. Cái nút copy này cũng tắt đi này. Đấy. Khi cái đèn nó nhảy nhanh này, nó tắt đi và cái nút copy này nó cũng tự tắt đi thì là đã học xong nút 1. Đấy, bây giờ học nút 2 này. Đèn nó lại nháy chậm này. Đấy, bấm giữ nút 2 này. Nó thành bật lần phải bật nút copy lên nhá. Bật nút copy trước đã. Bấm nút 2 này. Đèn nháy chậm này, bấm giữ khiển này nút 2 này. Đấy, đèn nháy nhanh này, rồi nó tắt này, đèn copy nó cũng tắt này. Đấy, nó đã học xong nút 2. Thường là cổng mình có thể chỉ học hai nút thôi, dùng hai nút, còn hai nút thì sẽ thừa. Còn đâu mình thích học thì học tiếp nút 3 tương tự như thế. Đây. Bật copy này, bấm nút 3 này. Lại bấm giữ khiển nút 3. Đấy, đèn nó nháy nhanh. Đèn copy tắt. Đấy, nút 4 cũng làm tương tự, lại bật chữ copy lên này, nút 4 này. Đèn nháy nhanh này, copy tắt này. Các bạn để ý nhé, mấy cái này các bạn bình thường sẽ không bật lên nhé, đừng bật lên, chỉ khi là copy thì mới dùng thôi. Đấy, một số hãng cổng thì nó sẽ dùng cái AMC này, cộng một hãng cổng số hãng nhiều dùng cái sheet này này. Ví dụ, còn những đa số nó sẽ không dùng hai cái này, chỉ dùng cái này để copy thôi. Đấy, khi copy xong nhé, thì nó đã như một cái điều khiển đi tích rồi. Đấy, các bạn bấm vào đây này, mỗi lần bấm vào đây. Đèn đây nó sẽ nháy đỏ, tức là nó đang phát sóng. Đấy, nút 2 cũng thế này. Đấy, hoặc là bấm cái nút bên kia này cũng được này. Nút 1 này với nút 1 này là 1 nhá. Tương tự này, nút 1 đây. Nút 2 đây. Đấy, 3 4 1 2 3 4. Đấy, các bạn sẽ bây giờ các bạn sẽ mở cái hộp Ditech ra. Trong đấy nó sẽ có một nút nhập hộp. Cái này các bạn khi các bạn mua hàng thì shop sẽ hỗ trợ cách đồng bộ nhá, từng tùy loại hộp nó khác nhau nhá. Đấy, thì sẽ bấm nút ở trên hộp cổng và sau đấy bấm nút ở trên điện thoại hoặc là nút này để nhập vào là xong. Đấy, rất đơn giản. Đấy là hướng dẫn cách của học khiển Ditech và một số hãng cổng khác. Để chia sẻ cho các điện thoại khác ấy, thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ, nếu mà người cùng một gia đình nhé, thì mình sẽ đăng nhập cùng tài khoản, tải app SmartLine về đăng nhập cùng tài khoản là xong, là cách dễ nhất, đỡ phải đăng ký nhiều tài khoản. Đấy, còn đâu khi mình quản lý nhân viên nhà trọ, mình lúc nào mình muốn cho điều khiển thì cho, không thì mình xóa đi, thì mỗi điện thoại sẽ để đăng ký một tài khoản khác nhau. Sau đấy các bạn vào này, vào hình ký bút này, từ tài khoản chính nhé, vào đây. Đấy, vào mục thiết bị chia sẻ. Đấy, mục thêm. Đấy, đây chọn Việt Nam này, Việt Nam. Đấy, sau đó nhập email của tài khoản đấy vào đây nhé. Sau bấm chữ hoàn tất là xong. Còn lúc nào các bạn không muốn cái điện thoại đấy điều khiển nữa, các bạn sẽ xóa ở đây nhé, xóa đi. Đấy, còn một cái chức năng nữa là thêm vào màn hình chính. Thêm vào màn hình chính, bấm go này, thêm này. Đấy, iPhone có thể nó khác một chút. Đấy, bình thường là các bạn sẽ phải sử dụng cái app SmartLine này, bấm vào đây này. Đấy, sau này bấm vào một lần nữa, tức là phải bấm hai chạm nó vào trong cái điều khiển này. Đấy, còn khi các bạn đã thêm vào cái màn hình chính rồi ấy, thêm vào màn hình chính rồi đây, thì nó sẽ có thêm cái này nhá, một cổng này, tức là cái tên của cái thiết bị này, bấm vào đây này thì nó vào luôn bên trong. Đấy, không phải dùng hai chạm nữa, điều khiển luôn. Đấy, bộ này nó có cả wifi và bluetooth. Nếu các bạn để ở gần cổng ấy thì là khi nhà mình mất mạng wifi thì mình về gần cổng mình bật bluetooth điện thoại lên thì nó vẫn kết nối được vào cái này, vẫn điều khiển được cổng. Còn đâu nó để ở xa cổng quá thì ví dụ ngoài 10m 20m thì nó sẽ không kết nối được, thì sẽ lúc đấy sẽ không dùng bluetooth được nhá, thì lúc đấy sẽ chỉ sử dụng wifi thôi. Còn điện thoại nó sẽ kết nối mạng wifi ở nhà, còn đâu cái điện thoại của mình đi động được, dùng 4G hay wifi nơi khác cũng được, cứ vào internet được là điều khiển được cửa. Chỉ quan trọng là cái này nó phải ở nhà nhé, phải kết nối vào mạng wifi ở nhà.
Đấy. Còn một số còn một cái lưu ý nữa là giả sử các bạn cắm cái ổ cắm ở chỗ này, các bạn cảm thấy nó không nhạy hoặc lúc được lúc không, đấy thì có thể là cái vị trí đấy nó đang bị nhiễu sóng, tại vì nó sử dụng sóng dây mà, tùy nhà tùy khu vực, có thể nó gần cái đài phát thanh, gần cột thu sóng điện thoại gì đấy, hoặc là nhà nhiều thiết bị, hàng xóm dùng các nhiều thiết bị chẳng hạn, thì có thể vị trí đấy nó bị nhiễu sóng, thì các bạn sẽ chuyển cái cắm sang ổ cắm khác là giải quyết được vấn đề nhé. Đấy, một cái kinh nghiệm như thế.